Xin chào các ông bà, các cô chú, các anh chị em và các bạn. Mời cả nhà mình cùng với mẹ ăn cưng. Hôm nay là chỉ có mỗi mẹ ăn cưng đi thôi. Là đi ngắm một vòng công viên ở cái thành phố mà gia đình ăn cưng đang sinh sống. Từ nhà ăn cưng mà đến công viên này thì tầm khoảng 5 phút đi xe. Và cuối tháng 4, đầu tháng 5 là ở Nhật là rộ vào cái mùa hoa đỗ quyên. Cho nên là công viên Yaita này, cái tên là Nagamine. Ở công viên này nổi tiếng là về hoa đỗ quyên, rực rỡ cả một cái vùng đồi luôn. Và đây chỉ là một phần nhỏ trong công viên thôi. Để mà đi dạo hết, ngắm hết hoa đỗ quyên ở trong công viên này á, thật sự là đi rất là lâu, bao la rộng lớn luôn. Và cái video này á, là mình chỉ quay ở một phần nào thôi, tầm khoảng nửa công viên thôi, chứ chưa đi trọn công viên đâu. Và cái thời điểm mà mình đi quay cái video này á, là em bé ăn cưng là đang đi học, và còn khoảng là 30 phút nữa mới đến giờ đón em. Cho nên là mẹ đi dạo trong công viên một tí xíu rồi mới về đón em. Công viên này rộng lắm và đẹp nhất, rực rỡ nhất là vào mùa hoa đỗ quyên và mùa hoa anh đào. Nhưng mà đỗ quyên, do cái màu của hoa đỗ quyên á, nó đỏ rực rỡ luôn, cho nên nó rất là đẹp, rất là nổi tiếng luôn. Và hoa đỗ quyên này á, nó có nhiều màu lắm cả nhà. Là màu trắng nè, màu hồng nè, màu tím nè, màu đỏ đậm, màu đỏ cam, màu hồng phấn, và có cả màu vàng nữa. Bên ngoài trời nắng chang chang luôn, đi một chút xíu thôi nhưng mà nắng cháy đen da luôn đó. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người đi dạo để ngắm hoa ở trong đây. Mời cả nhà mình cùng ngắm hoa đỗ quyên nha. Một cái loài hoa mà mình nghĩ là bất kể mà du khách nào mà khi mà đến Nhật á, vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 á, thì cũng nên dạo một vòng những cái công viên mà trồng hoa đỗ quyên rực rỡ để mà ngắm. Và ở trên Tokyo có một cái ngôi đền ở Tokyo nổi tiếng về hoa đỗ quyên luôn, đẹp rất là đẹp luôn. Nhưng mà từ nhà ăn cưng mà đi đến cái đền đó ở trên Tokyo đó là mất khoảng là hơn 3 tiếng lái xe luôn. Và đi tàu điện cũng vậy luôn, cũng tầm hơn 3 tiếng mới đến nơi, xa tít mù khơi luôn. Nên là mẹ ăn cưng là không thể nào đi đến đó ngắm được, trừ trường hợp là khi nào có dịp mà đi đâu vào cái thời điểm đó mà gần thì mình mới sắp xếp mình đến mình ngắm. Và cái lối đi vào công viên có rất là nhiều hoa đỗ quyên đang nở rực rỡ nè. Bây giờ mình đi đến đây á, là có hai hướng đi. Bây giờ biết đi hướng nào đây? Hướng nào cũng đầy hoa đỗ quyên, cũng đẹp hết. Và thôi là mình thuận tay phải nên là mình rẽ đi hướng tay phải nha. Đi những cái bậc cầu thang này nè, đi rất là mệt luôn, vừa nắng mà vừa xa nữa. Nhìn những cái hoa đỗ quyên đỏ rực này, mình nhớ tới Việt Nam mình có một cái loài hoa mà cũng đẹp đỏ rực không kém luôn, đó là hoa phượng, đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà hoa phượng thì không có trồng phổ biến nhiều như ở bên Nhật đối với hoa đỗ quyên. Đây một con đường nhỏ này thôi, rất là đẹp luôn, chụp hình lên rất là đẹp luôn. Và cái ngày mà mình đi quay phim ở đây nè, là mình gặp hai vợ chồng người Nhật, ông cụ bà cụ chắc ngoài 60 tuổi á. Hai ông bà đó là vừa mang gậy chụp hình nè, mang máy chụp hình nè và điện thoại nè. Và mình thấy là ông chụp cho bà, rồi bà lại chụp cho ông, rồi ông bà chỉ nhau cái cách tạo dáng như thế nào để chụp hình, rồi sau đó là hai ông bà cùng nhau chụp hình selfie luôn, nhìn rất là đáng yêu luôn á. Ở công viên này á, làm hoa đỗ quyên
đẹp nổi tiếng không kém rồi, nhưng mà hoa anh đào cũng rất là đẹp tuyệt vời luôn. Hoa anh đào này là mình quay phim là khoảng là cuối tháng 3. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Đây là một cái hoa anh đào, cái cây này cái cũng rất là lâu năm rồi, nhìn cây rất là to. Vừa có hoa anh đào màu trắng, hoa anh đào rủ màu hồng nữa. Công viên này rất là rộng luôn. Vào cái mùa hoa anh đào đó là có cái lễ hội, cho nên là người dân xung quanh nè, họ ra công viên họ ngắm hoa, và họ thậm chí là mang dù nè, mang lều ra để mà gọi là cắm trại luôn á, nhìn rất là yên bình luôn. Và em bé này là đang chơi đá banh nè. Phía xa mình đó là có những cái cây hoa anh đào rủ, hoa mới chớm nở thôi. Nhìn cái không gian, cái công viên này rất là yên bình luôn. Ăn cơm, ăn cơm, cô chị. Không có chỗ nhét đâu, cầm theo đi. Đi con. Ăn cơm hay ra cơm? No.